Loạt sau việc ăn cơm trước kẽn rồi cưới vẫn hạnh phúc, riêng mỹ nhân này lại đen nhất. Cặp đôi này bình thường chẳng sao, vừa cưới được 2 tháng thì lại chia tay, khiến ai cũng choáng. Chuyện ăn cơm trước kẽn ở thời hiện đại này là quá bình thường, kể cả với các sao Việt. Quan trọng hơn là cả hai giải quyết chuyện đó như thế nào. Có người cưới lúc đang mang bầu, có người chờ sinh xong rồi mới cưới, và có người có con rồi vẫn chưa chịu cưới. Tuy nhiên, nếu họ vẫn hạnh phúc thì thật quá viên mãn, nhưng cũng có trường hợp sao Việt lại gặp trắc trở sau khi sinh con và tổ chức đám cưới. Tuấn Hưng và Thu Hương. Đầu tháng 4 năm 2014, ca sĩ Tuấn Hưng chính thức lên xe hoa với Thu Hương, một cô gái không hoạt động nghệ thuật. Điều khiến công chúng bất ngờ là ngoại hình có vẻ phát tướng cùng vòng hai lùm xùm của Thu Hương. Và nghi án ăn cơm trước kẽn của nam ca sĩ đúng là sự thật. Vì chỉ 6 tháng sau kết hôn, Thu Hương sinh hạ con trai đầu lòng Su Hào cực kỳ khấu khỉnh. Hiện tại Thu Hương còn mới sinh xong con gái thứ hai được vài tháng. Cặp đôi cũng đang sống rất hạnh phúc. Nữ ca sĩ Lệ Quyên và ông chủ phòng trà. Khoảng thời gian yêu nhau, Lệ Quyên và ông xã từng chịu không ít điều tiếng và ồn ào, và cô cũng đã có bầu trước khi kết hôn. Đến đầu tháng 6 của thai kỳ, Lệ Quyên quyết định tổ chức đám cưới trong sự chúc phúc của người hâm mộ. Hiện cả hai vẫn sống hạnh phúc và vui vẻ. Tâm Tiết và Ngọc Thành. Chỉ một thời gian ngắn sau lùm xùm tình cảm với anh trai Bảo Thi, Tâm Tiết bất ngờ theo chàng về dinh. Ông xã của hot girl Hà Thành tên là Ngọc Thành, một doanh nhân có tiếng tại Hà Nội. Trong ngày cưới, nhiều người tinh ý nhận ra vóc dáng của Tâm Tiết mập lên khá nhiều, gương mặt của cô cũng tròn trịa hơn trước. 5 tháng sau ngày cưới, Tâm Tiết lâm bồn hạ sinh quý tử đầu lòng. Jennifer Phạm. Cả hai lần cưới của hoa hậu này đều là lúc cô đang mang bầu. Lần đầu tiên tổ chức đám cưới với Quang Dũng thì cô đang mang thai được hơn 3 tháng. 6 tháng sau cô hạ sinh bé Bảo Nam. Vài năm sau khi ly hôn, cô tái hôn với doanh nhân Đức Hải. Lúc này bụng hoa hậu cũng lùm lùm nên đã vướng nghi án ăn cơm trước kẽn. Mãi sau khi sinh con gái được một thời gian, Jennifer mới thừa nhận chuyện ăn cơm trước kẽn này. Đăng Khôi và Thủy Anh. Hiện tại cũng có khá nhiều đôi tổ chức đám cưới sau khi đã sinh con. Ví dụ như Đăng Khôi, Thủy Anh tổ chức đám cưới vào năm 2013 trong sự chúc phúc của người hâm mộ. Đặc biệt, cậu con trai Ken cũng có mặt trong ngày trọng đại của bố mẹ. Thủy Tiên và Công Vinh, cặp vợ chồng Victoria Beckham của Việt Nam cũng tổ chức đám cưới khi con gái bánh gạo đã lớn. Tuy nhiên, từ khi sinh con đến nay, cặp đôi luôn giấu kỹ và chưa có ý định cho con gái lộ diện trước giới truyền thông. Kim Hiền và DJ Phong, các cặp đôi khác ăn cơm trước kẽn xong, cưới hỏi đàng hoàng rồi hạnh phúc thì khác. Riêng nữ diễn viên Kim Hiền gặp khá nhiều trắc trở. Kim Hiền yêu DJ Phong và có bầu từ lúc còn rất trẻ. Sau khi sinh xong và chung sống với nhau được 5 năm, Kim Hiền và DJ Phong mới chính thức làm đám cưới để hợp thức hóa mối quan hệ này. Tưởng chừng hạnh phúc bền lâu, không ngờ sau 2 tháng kết hôn thì Kim Hiền phát hiện chồng có người thứ ba, mà người đấy lại rất thân thiết với gia đình cô. Sau khi ly hôn, Kim Hiền mất một thời gian dài để ổn định tâm lý. Cô sống đơn thân nuôi con khôn lớn. Thật may mắn là hiện tại cô đã tìm được bến đỗ hạnh phúc mới bên ông xã Việt Kiều. Cô và chồng mới có thêm một bé gái. Cuộc sống gia đình giờ đây ở nước ngoài rất viên mãn. Bên cạnh đó thì cũng có những đôi có con rồi mà vẫn chưa chịu làm đám cưới như Khánh Thi, Phan Hiển hay Tim và Trương Quỳnh Anh. Thậm chí có đôi có con chưa kịp làm đám cưới thì đã đường ai nấy đi như Phi Thanh Vân và Bảo Duy. Ngọc Trinh tự nhận, tuy học không nhiều nhưng luôn biết điều. Ngọc Trinh luôn được cho là sao Việt thật thà nhất showbiz. Những chia sẻ mới nhất của cô trên trang cá nhân nhận được nhiều thiện cảm từ độc giả. Sau khi bộ phim Giải Mã NT56 được phát hành, Ngọc Trinh đã trải lòng tâm sự trên Facebook. Cô cho biết mình luôn là người giữ lời hứa, dù là việc nhỏ nhất. Ai chơi thân hoặc tiếp xúc nhiều với mình sẽ biết tính mình đó giờ, luôn rất là giữ lời hứa. Dù bất kỳ là việc nhỏ hay việc lớn, chỉ cần mình hứa thì mình sẽ luôn nhớ và cố gắng thực hiện cho bằng được. Trừ trường hợp bất khả kháng không thực hiện được thì chắc chắn mình sẽ nói lời xin lỗi và luôn áy náy trong lòng vì điều đó. Còn những người khác thì mình không biết thế nào, đôi lúc mình cảm thấy có những người xem nhẹ lời hứa quá. Nhiều khi họ chỉ nói cho vui, hứa suông cho có, rồi quên luôn chứ cũng không nhớ trong lòng như mình, Ngọc Trinh chia sẻ. Cuối cùng Ngọc Trinh tự nhận mình tuy ít học nhưng luôn là người biết điều. Không phải tự khen, chứ mình cũng cảm thấy rất thích cái cách đối xử nhân thế và cách sống của mình. Tuy học không nhiều, nhưng luôn rất biết điều. Nhiều đồng nghiệp của cô cũng lên tiếng xác nhận điều này. Xác nhận cô gái luôn đúng giờ và giữ lời, cực kỳ chuyên nghiệp.
đâu cứ phải học nhiều là tốt hết đâu em, có những người học hết nước này nước nọ mà vẫn mất nét như thường. Nhưng tóm lại cách sống của em rất hay. Ngọc Trinh nổi tiếng trong showbiz Việt là người thật thà. Cô từng có những phát ngôn gây sốc về chuyện tình cảm, quan niệm sống của mình. Yêu tôi tốn kém lắm, yêu không tiền thì cặp đứt mà ăn. Tôi thà giúp đỡ người ngoài, không chung huyết thống còn hơn là phải đi giúp những người đã từng quay lưng với mình. Bởi Trinh muốn họ phải ân hận khi đã đối xử với mình như vậy. Ngọc Trinh luôn dám sống thật với chính bản thân mình, dám dũng cảm thừa nhận quá khứ, khuyết điểm để hoàn thiện bản thân hơn. Công chúng còn vô cùng bất ngờ trước cách hành xử của cô dành cho mẹ kế hay với người giúp việc, nhân viên của mình. Ngọc Trinh luôn yêu thương và chăm sóc mẹ kế như mẹ ruột của mình. Đối với người giúp việc trong nhà, Ngọc Trinh rất thân thiện. Dù là bà chủ, nhưng nữ hoàng nội y luôn đối xử hòa nhã, thân thiện và hết sức gần gũi với nhân viên của mình. Trấn Thành nhận cái kết cay đắng khi gửi ảnh độc cho bà xã Harry Won. Trấn Thành bị bà xã thẳng thừng chê khi diện mạo không được chỉnh chu và điển trai. Trải qua nhiều thị phi bổ vây, Trấn Thành và Harry Won vẫn thể hiện là cặp đôi hạnh phúc sau kết hôn. Họ thường xuyên chia sẻ khoảnh khắc đi chơi thú vị lên trang cá nhân. Mới đây nhất, nữ ca sĩ Anh Cứ Đi Đi tiết lộ đoạn tin nhắn vô cùng hài hước của cô và ông xã. Theo đó, với bức ảnh đẹp trai thì Trấn Thành được vợ khen hết lời, còn với ảnh xấu thì anh cũng bị hắt hủi như ai. Harry khen Trấn Thành hết lời với hình ảnh đẹp trai, thẳng thừng chê nếu ảnh xấu. Được biết dù đã là vợ chồng nhưng hai người luôn dành cho nhau những sự bất ngờ dí dỏm và tình cảm mặn nồng. Hơn nữa, Harry Won dành cho nam danh hài sự tin yêu tuyệt đối. Trong một cuộc phỏng vấn, cô chia sẻ rằng người ta hay nói nghệ sĩ thì hay lăng nhăng, lén lút quen người này người kia, nhưng với anh Thành, Harry không hề hỏi anh ở đâu, đang quay chương trình gì, vì xem Facebook là biết hết do các fan mật báo lại. Vậy nên Harry thấy không cần quản lý ông này làm gì. Bản thân anh Thành hãy quay xong là lại hỏi vợ đâu rồi. Biết Harry ở đâu là anh ấy chạy tới, ôm Harry một cái rồi kêu: "Trời ơi, nhớ vợ quá trời luôn, hai đứa xến vậy đó." Đến giờ này, Harry không có gì để nghi ngờ vì anh Thành luôn tạo niềm tin cho Harry, nên Harry cũng không muốn kiểm soát nhiều. Trấn Thành cũng thường xuyên chia sẻ ảnh dìm hàng vợ và có những khoảnh khắc tuyệt đẹp như thế này. Lệ Quyên, từ tuổi thơ nghèo khó đến đại gia ngầm ít ai biết của showbiz Việt, Lệ Quyên đang sở hữu nhà đẹp, xe tiền tỷ và hàng loạt món đồ hiệu đắt tiền khác. Đang cùng gia đình sống êm ấm tại Hà Nội, bỗng chốc biến cố xảy ra khiến bố mẹ Lệ Quyên lâm vào cảnh kinh tế kiệt quệ. Học hết lớp 6, nữ ca sĩ theo mẹ lên Thái Nguyên với mục đích thay đổi không gian sống, để quên đi những điều không may trong công việc làm ăn. Tuổi thơ của Lệ Quyên đã trải qua trong cơ cực túng thiếu đến từng bữa ăn. Ngày cô biết tin mình thi đỗ trường Đại học Văn hóa, thay vì vui mừng thì Lệ Quyên lại mang trong mình một nỗi buồn vì nhà nghèo quá, đi học sẽ thêm một gánh nặng. Tuy nhiên, bố của nữ ca sĩ hiểu ngay, bảo con phải đi học, chỉ có học lên mới gặp được những người tử tế. Dù có vất vả đến mấy, bố cũng lo cho con học bằng người. Thời gian học đại học, mỗi tối cô đi hát phòng trà để kiếm tiền trang trải học phí và sinh hoạt. Mỗi đêm Lệ Quyên có thể chạy 16 đến 17 suất hát. Mức cát xê mà cô nhận được đầu tiên là 60.000 đồng. Mọi thứ thay đổi hoàn toàn với Lệ Quyên khi cô quyết định nam tiến và trở thành nữ hoàng phòng trà. Lệ Quyên ghi dấu ấn với dòng nhạc nhẹ, nhạc trữ tình từ những năm 2000 và được mệnh danh là nữ hoàng phòng trà. Về sau, cô được trả tiền cát xê cao nhất nhì showbiz Việt và lịch diễn dày đặc từ Bắc chí Nam. Cô mau chóng sở hữu khối tài sản kết xù nhưng luôn rất kín tiếng về sự giàu có của mình. Theo thông tin của một bầu show tại một phòng trà ở Hà Nội từng tiết lộ, số tiền để mời Lệ Quyên hát riêng một đêm tại phòng trà vào khoảng 6.000 đô, khoảng 138 triệu đồng. Giữa năm 2015, cô mua xe sang có giá hơn 5 tỷ đồng. Một chiếc xe sang khác thuộc quyền sở hữu của cô có giá khoảng 6 tỷ đồng. Mới đây, Lệ Quyên tiếp tục khoe mình vừa tậu một chiếc xe hơi thuộc dạng đắt đỏ. Để sở hữu được xế hộp sang trọng này, Lệ Quyên phải chi khoảng hơn chục tỷ đồng. Lệ Quyên còn là bà chủ của một phòng trà nức tiếng Sài Gòn. Đây là nơi trở thành tâm điểm biểu diễn của nhiều ca sĩ nổi tiếng như Đàm Vĩnh Hưng, Dương Triệu Vũ và Mỹ Tâm. Đây là chiếc túi được làm bằng da cá sấu Bạch Tạng, có giá 2,5 tỷ đồng, từng gây sốt suốt một thời gian. Lệ Quyên còn sở hữu hàng loạt túi hiệu khác, mỗi chiếc giỏ sách có mức giá hàng trăm triệu. Đồng hồ đôi của cô và chồng thuộc hãng nổi tiếng có giá khoảng 49.675 đô, hơn 1 tỷ đồng.
Cô còn là chủ nhân của nhiều chiếc đồng hồ nhẫn kim cương đắt giá. Lệ Quyên chụp ảnh tại nhà riêng ở quận 2, thoạt nhìn qua cũng khiến mọi người choáng váng bởi không gian sống sang chảnh này.